trận thi đấu bản lề. Bán kết bản lề. Bên thua là đúng không? Vâng, 1-0 rồi và trận thi đấu thứ hai ngay bây giờ thôi. Grex là của game thủ màu 8 này, vâng, map rất dị. Và có lẽ là các game thủ đang soi xem là fix map chưa đây. Bên kia là pho xăm cho son AC. Pho xăm cho son và AC Real là quân của bên kia. Pho xăm cho son AC Real, trong khi bên mình Grex cần AC rồi, 2 AC và 2 AC. Ban. Rồi cái gì đây, chưa fix map à? Ở đây chưa fix map. Rồi chúng ta cùng chờ đợi các game thủ quyết định thôi, đánh lại hay không đánh lại. Và bên mình còn có Seng đây nữa cơ mà, như vậy quân đang nhỉnh hơn dành cho bên mình. Không, quần cũng cần thôi, quần cũng cần thôi. Quân này, chú ngồi đấy mà thi thoảng không điệt mẹ mày, có tên nhớ mát không anh cả? Chạy đấy, ngồi đây nhìn đấy mà. Ngồi đây, chú nhìn quay sang màn hình thằng đầu tiên kìa anh. Chẳng ngồi đấy, ngồi đâu? Bị con mẹ mày! Thua con mày con nhỏ. Ồ vãi. Bán tay cũng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu bán kết bản lề thôi, giữa team 1 và team 7. Chung kết chúng ta sẽ đánh trận 4, còn bán kết là chỉ toàn bộ chỉ cầm 3 đây. Vâng, như vậy là AC Real là của game thủ cầm màu 5 này. Vâng, dường như là game thủ đã chọn lại quân thì phải xoay quân đây, chọn lại thì xoay đi. Đây rồi, úi giời, bãi quả của game thủ cầm màu 5 này đang là rất rất xấu. Có khi quýt luôn, nhưng mà có những trận đánh tầm 3 bình thường. Bị cò mẹ rồi.
Vâng, màn hình máy của game thủ màu 8 đang là người cầm Yamato ở phía trong cánh của Asirian. Và các game thủ không soi quân thì tôi cũng chịu. Vâng, nãy ra nhắc rồi. Nhắc là soi quân rồi, bầy hiêu đôi luôn. Bầy hiêu kép luôn dành cho người cầm Yamato này. Persian ở vị trí đầu cánh bên này. Còn ở bên trong lại là một AC nữa. À, như vậy quân bên mình đang là mắc binh à, hai chém tuyển và hai cung tuyển luôn, hai AC, một IA và một Persian. Nhưng cái thế sắp xếp thì nó không phải thực sự là quá đẹp khi mà một AC cánh bên này thì lại trồi ra ngoài. Không sao cả, khi mà có IA bên trong chém ra, mọi chuyện buồn lo lắng cũng sẽ qua hết khi mà có IA đứng ở bên trong đây rồi. Và chúng ta sẽ đến với màn hình máy đáng chờ đợi nhất. Người cầm Persian ở vị trí đầu cánh, bảy yêu đầu đã về rồi. Về hai con, còn thêm hai con nữa. Và cái thế như thế này thì cần nhiều hiêu voi để có thể game thủ màu 7 này có thể cân, gọi là một mình cân cánh. Một bài mà Persian hiêu voi chưa đến quá nhiều, quả phụ thấy luôn rồi. Vâng, hay quá, lại có voi, lại có hiêu. Đấy, đấy, anh ăn nha. Rồi, ưng lắm, một bài được đến từ người cầm Persian này và kích ở 7.5. Một bài có lẽ sẽ kích ở khoảng cuối 9 đầu 10 thôi. À, cũng được thôi. Nào, Asirian ở vị trí trong cánh này thì cái gì đấy? Kích đời rồi à? Còn ra dân nữa không đây? Như vậy là cũng vẫn còn ra dân rồi. Ở sang đây bên này thế nào, 25 nông dân của Asirian ở cánh bên này và kích đời ở cuối 8. Yamato đâu? Như vậy đây là Yamato. Đây, Yamato đây. Và cũng là 25 nông dân. Một bài có dâng lờ không? Như vậy là có dâng lờ rồi. Em Quang Vũ. Ông em không có nick gì khác, nhưng mà thôi đừng, không cần để tên đâu anh. Trước giờ em không để tên bao giờ. Không để tên bao giờ. À, hôm trước em vâng, trở lại bài đấu của người cầm Yamato đây thôi. Chúng ta cùng xem Yamato chọc chéo. Persian thì chúng ta cùng xem nào. Như vậy là bên mình đều là đã chạy dò rồi. Tuy nhiên bên kia màu 2 đang là chạy dò tương đối sớm. Hà Nội Cuti. Vâng, Cuti chứ không phải là Cuto.
Đây rồi, những con nông dân đầu tiên của game thủ Lưu Anh đẹp trai. Vâng, Lưu Anh đẹp trai này, này thì đẹp trai với chúng tôi này. Đẹp trai với chúng tôi à? Như vậy là không đẹp trai. Cái gì đây? Nào. Như vậy là bãi vàng chưa bò đến từ người cầm màu 4 này rồi. Yamato thì sao? Bên này thì sao? Rồi như vậy bên này bị nhốt con giò thôi, trở lại với cả Persian thôi. Đâu, quả chỗ nào? Chim lặn. Đây, đây đây. Đây. Vâng, đóng một bề để thủ đánh rất chuẩn bài đến từ người cầm Persian này. Và đây là những con nông dân tiếp theo của người cầm M4. Vâng, M4 cầm cái gì đây? Còn các cầu thủ không soi quân thì tôi chịu đâu. À, tôi chịu, không thể biết được là các cầu thủ cầm quân gì. Cái gì? Vâng, sao lại đi ra được à? Vậy đi. Rồi, rất may vậy được chiếc nhà BA kịp thời. Và đây là nhà của game thủ dường như là Roman chẳng. Đánh chém, có chém mà mẫu nhà như này thì Roman hay là Maxe. Có bánh xe thì là Roman rồi. Roman chặt. Ở như vậy Roman đã có bánh xe từ tương đối sớm. Sang với cả nhà người cầm Yamato thế nào. Đây là Yamato. Và chém tiếp tục đến nhà của, như vậy là đây là Seng. Seng ở vị trí trong cánh, đầu cánh là game thủ cầm M1 ở nhà đang nhấp nháy. Để ý ở nhà anh ơi. Anh ơi, để ý ở nhà. Vâng, cần phải để ý ở nhà, nhưng không, anh không thích để ý ở nhà mà anh thích để ý mặt trận đi công. Phong cách của Hồng Anh đang nhập vào người cầm những con chém của Yamato này. Và không để ý cái là anh phải trả giá bằng rất nhiều con nông dân thôi. Mọi sự sai lầm đều phải trả giá bằng nông dân. Giờ thì không bằng tiền mặt nữa rồi mà anh em chuyển khoản hết rồi. Do đó là đều phải trả giá bằng nông dân thôi. Cung đầu cánh đến từ người cầm Asian của game thủ Bùi Quốc Hội. Vâng, có lẽ ông này là Bùi Quốc Hoái chứ không phải Hội nữa rồi. Thôi rồi, cung rờ đầu cánh cũng được, trở lại với cả người cầm chủ lực trong trận thi đấu này thôi. Đây là màn hình máy của game thủ Nina. Vâng, lúc đầu thì tôi cứ tưởng là Ninja nhưng không. Anh không thích đi xe Honda Leaf mà anh thích là Nina thôi. Bốn nhà BA và những chiếc BL đóng cao của game thủ cầm màu 2 này. Vâng, gỗ đang là hơi nhiều dành cho game thủ cầm màu 6 này. Đây rồi, chơi luôn vào nhà Seng. Yamato của game thủ cầm màu 8 đang chơi vào nhà Seng tương đối mạnh mẽ rồi. Đây rồi, rất nhiều dân của Seng nằm xuống và chúng ta có thể thấy là Yamato đang chém tương đối tốt. Vâng, game thủ đạt 09. Vâng, đạt 09, anh đang thực sự là 09 thật rồi. Có lẽ anh còn quá xanh, quá non và xanh trong trận thi đấu này khi mà được cầm Seng ở vị trí trong cánh. Cái gì nữa đây? Nào, Asirian tụ được cung R chưa? Như vậy là không cần tụ cung R. Xúc luôn. Xúc đi, trời ơi. Nện đi mà bây giờ nó đang Ali mơi mơi như thế này thì chả nhẽ lại không nện.
4 tham to đấy. Một xe một ga. Một loại chạy nhanh, hai loại chạy chậm và một loại chạy bình thường. Ở bên này một loại chạy nhanh. Rồi bơ bây giờ mất hàng là chuyện bình thường. Đợi tí, đợi chút. Rồi phải kiên nhẫn chờ đợi. Vâng, tất cả mọi thứ đều phải chờ đợi. Và trong tơ này đợi chờ đang là hạnh phúc, khi mà những con nông dân của game thủ cầm M4 đang chuẩn bị chặt thùng rừng. Còn Yamato thì là đây. Vâng, hai chém bên mình đã yếu, tuy nhiên là hai cung R của bên mình đang là tương đối khỏe. Vào đây, vẩy E rồi, có vẩy E rồi. Vậy. Không phải vâng, như vậy Phương đại ca có một tờ đi F3. Vâng, đại ca đại bàng đến từ cái gì đây? Team 8. Vâng, thôi chúng ta lại đến với cả người cầm Yamato thôi, chém hay trận này đấy. Chặn đầu kia đi. Đây rồi, ưng lắm. Không, như vậy là không ưng nữa rồi. Đấy rồi, vậy. Không phải, các em thủ Grab này có lẽ là không thích vậy. Rồi thăm lại một tờ đấy, như vậy thăm đi thăm lại, đánh đi đánh lại, đánh từ đầu đến giờ, bây giờ đang là gần phút thứ 30 rồi, vẫn cân. Có cung lên nhà ba, đẩy đẩy nhà ba với tôi thôi. Thăm vẫn cân trong tờ này. Và Asian của không, như vậy đây là Persian của game thủ cầm màu 7 này. Cung đỡ AC đang đẩy đến sang với cả AC màu 6 nào. 45/80. Và chơi. Rồi. Ôi, mấy con cùng gỗ này thì làm cái gì? Mấy cái con cùng gỗ này thì bây giờ có cái tác dụng gì trên cái bản đồ này bây giờ? Ôi, lại còn có cả chém của Yamato nữa, một tên tô màu nhà Seng à? Nhà Seng cũng cần thiết phải tô màu không đấy? Năm mươi hai trên 80.
Vâng, 62 rồi. Và tham lai bây giờ mình đang nhỉnh hơn này, 51-49. Vâng, 51-49 là của tham lai lúc này. Bên mình đang đè một chút, Yamato đang có những con chém để có thể đi tung tăng trên bản đồ. Một tên mà cung R của người cầm Seang đang đẩy lên. Và đẩy đi đâu thì chúng ta biết rồi đấy, vị trí nhà của game thủ cầm màu 6 đang là điểm đến của game thủ bên kia. Rồi như vậy IA đầu cánh, và tôi xin lỗi, AC đầu cánh bung rồi. Tôi bung rồi thì trôi. Roman này thì quân đang là không có trên bản đồ đâu. À, thôi thôi, chăn dần. Bây giờ là phải chăn. Vâng, vừa đánh xong máy. Đây đang trận 2 mà. Vâng, bên họ đánh nhanh đi. Bên họ đánh nhanh. Này, đây đang phút thứ 33 rồi mà anh. Trận trước cũng lâu mà. Và đây đang là trận thi đấu thứ 2 của vòng thi đấu bán kết. Vâng, đây trận thi đấu bán kết 2 giữa team 8 và team 12. Vâng, và chúng ta có thể thấy là không khí lúc này ở địa điểm thi đấu 319 Tây Sơn đang là cực kỳ nóng. Vâng, quán game Beta Gaming Center đang có sức chứa lên tới 1.000 người và lúc này đang có tới 999 anh em đang có mặt ở đây để có thể theo dõi giải thi đấu AOE Grab Bike ngày hôm nay, một ngày hội thực sự của những Grab Bike. Đây rồi, cũng được. Kìa, anh phải để ý vào chứ. Để ý đi nào, nay chờ cả bốn nhà luôn cho nó mát. Nào, nông dân như vậy đứng chơi rồi. Quẩy lên. Bây giờ không được đứng chơi mà bây giờ nếu như không làm thì phải quẩy. Và nếu mà không quẩy thì phải quay về làm. Nhưng mà đây những con nông dân của game thủ màu 6 này đang cho thấy cái việc mà chỉ có đứng chơi thôi. Và tham lai lại đi xuống. Vâng, đánh đi đánh lại đến giờ đang là gần phút thứ 40 rồi mà tham lai không có tranh lệch gì cả. Vâng, đánh đi đánh lại tham lai vẫn cứ cân. Em cứng lên rồi. Đánh đi đánh lại tham lai vẫn cứ cân thôi. Từ từ ông vào. Không hiểu. Đây rồi. Thôi đứng nguyên. Cái lúc này nó gọi là cái lúc mà không thể di chuyển con nông dân kia. Và tạo lại vẫn không tụt xuống thì dường như con nông dân vẫn sống. Bắn sang với cả màn hình máy bắn để cho có thể theo dõi kỹ hơn những diễn biến của trận thi đấu này. Để ý anh ơi, màu 6 để ý, màu A đang công lên ở vị trí dưới mép bản đồ. Cần phải để ý. Lâu quá. Rồi để ý cung Seang đang đẩy lên. Cung Seang và đạp đôi của Roman. Vâng, tôi xin lỗi, đạp đơn của Roman đang đẩy lên. Và Roman tên này sẽ mất tham. Chúng ta có thể thấy là các game thủ Grab Bike thi đấu thì các anh không... và gần như là cái việc giữ dân nó không thực sự phải là tốt. Nó không thực sự tốt trong những cái cái vấn đề giữ dân của các em thủ. Đấy, chúng ta có thể thấy là tham lai lúc này đang là 56 dành cho người cầm màu 6 này, tuy nhiên dân chỉ còn vài con thôi. Đấy. Vâng, đây rồi, một tên chuyển máy nhạy cảm đến từ tôi. Và lúc này thì 7E không. Cái quan trọng là anh có 7E không thôi, chứ còn bây giờ tôi không quan tâm là anh đang chém mấy nữa. Rồi như vậy hết gỗ. Tôi không để ý đến gỗ bởi vì lúc này có lẽ là game thủ màu 8 này chỉ còn chém thôi chứ còn chẳng còn cái gì nữa cả. Ăn dân đi, 1 tỷ con nông dân của game thủ màu 3 đã nằm xuống. 1 tỷ con nông dân của game thủ màu 3 đã nằm xuống và giờ này thì có lẽ tham lai tự nhiên đè vốc lên thôi. Tự nhiên mà nó đè vốc lên chứ còn làm sao nữa. Còn đúng 18 con chém. Và những con chém đang loang quăng trên bản đồ. Ai cần vàng thì bảo. Có lẽ bên mình chả ai cần vàng cả. Nông dân AC nó có coi vàng ra cái gì đâu.
nông dân Asian mà luyện mà gặp nông dân của AC thì chắc là khóc. Vì có cướp được vàng đâu mà gặp làm gì. Ơ này, vẫn đuổi dân này. Vẫn đuổi dân này. Vẫn đuổi dân xe này. Còn dân để 7E không anh? Rồi AC bên này đang ở trong chế độ hồi thôi. Còn ACAN màu 6 này thì đang đi quản bản đồ bằng một kích cùng R to. Tuy nhiên là nếu không có dân thì anh không hồi được. Sóc dân đi anh ơi. Vâng, sóc dân đi chứ anh sóc quân làm cái gì. Vâng đấy anh em thấy đấy. Tháng này 46 giờ thì 45 con cùng R. Còn một con nông dân. Và 18 con chém của game thủ cầm màu 8 này vẫn đang loang quăng trên bản đồ. Một đâu. Vâng, như vậy tham lai đè xuống dành cho bên kia rồi. Ở bên mình đang không ra được dân. Bên kia Seang người ta ra dân một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên bên mình, chủ lực bên mình đó là game thủ cầm màu 6 này, không ra được dân. Roman còn rất nhiều dân luôn. Tất cả các game thủ bên kia đều còn dân, trong khi bên mình đang không còn dân. Đây màu 6 đây. Vâng, tham lai 42 thì 40 con nông dân. Vâng, tôi xin lỗi, 40 con quân. Có ra dân đâu, có ra dân đâu mà có thể ra được quân nữa. Tham lai thì bên kia đang bắt đầu đè xuống 55 và 45. Và như vậy là một tên mà chúng ta có thể thấy là các em thủ bên kia còn rất nhiều dân. Cái việc mà anh em cần phải hồi dân lại là cái điều cấp thiết vào cái lúc này. Trong khi ở nhà thì đang rất nhiều dân như này thì họ ít quân thôi. Vậy á. Vâng. Chúng ta có thể thấy game thủ màu 1 đang cho những con nông dân của mình ra đập cung R. Bị rử ra là tương đối tốt. Vâng, tên bắt quân có lẽ là định mệnh của trận thi đấu này rồi. Khó. Bên mình không ra được dân, trong khi bên họ ra dân. Vâng, như vậy khoai rồi.